Vâng, việc phát hiện một số trường hợp F0 qua test nhanh tại các phòng khám tư nhân thời gian qua trên địa bàn tỉnh cho thấy việc thực hiện các tiêu chí về phòng khám an toàn theo quyết định 4999 của Bộ Y tế là hết sức quan trọng. Ngày 10 tháng 7, phòng khám Việt Nhật ở thị xã Mỹ Hào có một lái xe đường dài từ huyện Yên Mỹ đến test nhanh 3 lần đều có kết quả xét nghiệm dương tính. Rất may phòng khám đã tổ chức phân loại bệnh nhân nên trường hợp này không tiếp xúc với bệnh nhân khác, chỉ tiếp xúc trực tiếp với 3 nhân viên y tế và bảo vệ. Bệnh nhân còn được test nhanh COVID-19 ở khu vực riêng khi phát hiện dương tính đã được cách ly ngay. Vì vậy, dù trường hợp này khai báo yếu tố dịch tễ không trung thực, nhưng do tuân thủ tốt quy trình an toàn nên đến nay không ghi nhận ca lây nhiễm thứ phát. Chúng tôi thì thứ nhất là có cái khu tiếp nhận bệnh nhân và test nhanh COVID và tất cả cái thực hiện 5K để khai báo và khử khuẩn tại cái phòng bên cạnh. Trong cái khám chữa bệnh mà mình vì cộng đồng mình nên xét nghiệm trước thì chúng ta sẽ đảm bảo cái an toàn, vừa an toàn cho nhân viên mà đảm bảo an toàn cho người bệnh. Vì bây giờ tỷ lệ 65-70% là không có triệu chứng gì. Cho dù phải phản ứng bị động nhưng phòng khám Việt Nhật cũng có trách nhiệm xã hội cao khi thu dung trường hợp test nhanh dương tính và báo ngay cho ban chỉ đạo địa phương để có biện pháp phòng chống dịch hiệu quả. Ban chỉ đạo của phường đã trực tiếp xuống và thực hiện cái việc khoanh vùng và cách ly tất cả các trường hợp. Đây là một trong những cái việc làm của phòng khám là hết sức là kịp thời và cần thiết. Trước đó trong tháng 5 và tháng 6, phòng khám Việt Pháp ở khu vực phố nối 2 lần phải phong tỏa do có F0 đến khám bệnh. Gần đây nhất ngày 30 tháng 7, phòng khám Hưng Hà cũng ở thị xã Mỹ Hào có lái xe đường dài từ Đà Nẵng về test nhanh 2 lần đều có kết quả dương tính. Ghi nhận thực tế và việc chưa phát sinh ca lây nhiễm thứ phát cho thấy các phòng khám này đã tuân thủ nghiêm tiêu chí phòng khám an toàn. Bộ tiêu chí về phòng khám an toàn được Bộ Y tế ban hành tại quyết định số 4999 với 8 tiêu chí cụ thể như tiếp đón, phân loại, sàng lọc bệnh nhân, tuân thủ, đeo khẩu trang, vệ sinh bề mặt, bố trí cơ sở vật chất, đào tạo nhân viên cũng chính là cẩm nang để các phòng khám thực hiện đảm bảo an toàn cho chính mình và cả cộng đồng trước dịch COVID-19.